Đây là cái kỹ năng gì? Kỹ năng huyền bí của một cái ván bài có thể như là đánh lừa những cái ảo giác của người ta. Không, cái căn rất là khó. Không, đây là bài mình nè. 8 nút, 5 nút, 4 nút. Đó, đó là đánh lừa những cái ảo giác. Chào các bạn. Hôm nay Phật sẽ tính đến các bạn biểu diễn những cái kỹ năng mà các bạn là thường xuyên là điện cho anh Tuấn hỏi các bạn thắc mắc rất nhiều, thì cũng là cái hay. Các bạn cứ có cái chuyện gì thắc mắc hay là khó khăn, cái lĩnh vực gì ngoài xã hội mà đã chơi bị vấp ngã thì các bạn cứ điện thoải mái mình để tư vấn, hay là mình làm những clip nào để hài lòng các bạn. Ở đây gọi là Minh Tuấn là đào tạo đánh bài, thấy không? Là đây là một cái kỹ năng đánh bài, thấy không? Kỹ năng đánh bài là thế nào? Và cái kỹ năng là mình dùng cái đôi tay thì là công thức, mình không cần đạo cụ máy móc mà dùng bộ bài bình thường mình đã chơi được, thấy không? Còn đây là quýnh bài, là trong cái đa dạng cái kỹ năng bài thì ở đây nó có hai loại hình đánh bài thôi, một là quýnh dân, hai là quýnh võ. Quýnh dân nó chia ra hai loại, quýnh võ nó chia ra hai loại. Quýnh võ thế nào? Một là sử dụng đạo cụ, hai là sử dụng không đạo cụ. Quýnh võ là gọi là có tan nha. Sử dụng đạo cụ là thế nào? Là một là mua bài máy nè, kính áp tròng nè, bài điểm nè, máy dấu bài nè, hay là lĩnh vực mà những công cụ nào khác hỗ trợ, đó gọi là quýnh võ có đạo cụ ha. Còn quýnh võ không đạo cụ là một là dấu bài bằng tay, không cần đạo cụ. Quýnh văn thì nó chia ra hai loại, một là nghiệp dư, hai là chuyên nghiệp. Nghiệp dư thế nào? Nghiệp dư là có thể như bạn chơi nhiều năm rồi, bạn học hỏi những anh em nào đó một cái kỹ năng nào đó và bạn luyện. Bạn luyện thì chắc cú cho bạn luyện thì người khác sẽ thấy cho bạn, đúng không? Người thấy đó thì người đó luyện rồi thì người khác sẽ thấy bạn. Bởi vì là mình không có một cái căn bản cụ thể thì không bao giờ mà lấy bài được, đúng không? Thì chỉ mình gìn người ta lấy thôi. Nghiệp dư là mình gìn người ta lấy, đúng không? Còn ở đây là gìn thế nào? Mình sơ hở, mình chia sơ hở ở tay á, nghiệp dư là tay phải chia phải gãy gãy gãy, nó không có động tác cụ thể, không có kỹ năng để che kính. Nó không có nguyên lý thì cái đó là nghiệp dư. Nghiệp dư thì nó sẽ là nó sử dụng nó không cần đạo cụ mà nó gìn ta lấy, đúng không? Còn chuyên nghiệp thì cho người ta rình mình, nó đẳng cấp cao hơn cái lĩnh vực đó. Có thể như rằng là mình dạy cho các bạn rồi, rồi mình quýnh cho các bạn, chỉ cho các bạn tiết lộ rồi, mình quýnh lại các bạn không biết, là mình khống chế con mắt của bạn, khống chế là tất cả. Bởi vì là những cái kỹ thuật của Phật Cơ Tuấn á là khống chế cái video. Không, video các bạn có thể như bạn coi thường thì các bạn không nhận thấy mặt nó xả chậm. Không, trong khi còn không thấy, không biết được cái kỹ năng đó như thế nào. Không, các bạn xả như mức độ mà tới mức độ mà con mắt mình không thấy rồi mà mình xả lại, còn như quýnh bài ở ngoài chỉ là mình dòm ngang thì thua, không nhận thấy được. Kỹ năng là một cái đỉnh cao của một cái lĩnh vực nghệ thuật. Thì bây giờ ở đây là mình dạy, Minh Tuấn dạy á, là một cái nghệ thuật chơi bài. Nghệ thuật thì không có giới hạn, học tới già tới chết trong hết bộ bài bình thường. Bộ bài này học tới già tới chết gì hết nữa, không? Mà cái trình độ mình tới đâu thì mình chơi tới đó. Cũng hệt như dạng là mình đang học đánh đàn đấy, thì mình đàn tới đâu thì mình chơi tới đó, không? Còn những người ta đàn giỏi thì người ta vô những cái show nào đó lớn. Còn quýnh bài cũng vậy đó, nó có đỉnh cao, nó có phương pháp. Thì ở đây là quýnh bằng mà cái quýnh văn á, mà gọi là chuyên nghiệp á, là mình đang dạy là cái chuyên nghiệp. Thì một cái căn bài á, nó có 5 cái kỹ năng, 5 kỹ năng là nó gáp thành một cái căn bài được. Còn các bạn là nghiệp dư, các bạn không biết những cái kỹ năng nào, bạn tập ngay một cái kỹ năng thứ 5 là cái năng tổng hợp lại thì bạn chia tới già tới chết vô vọt cũng không được. Tại sao nhiều người ta chia không được? Là nguyên lý nó không đúng, cái kỹ năng không đúng, dịch một ly tâm là không được. Thì đây mình dạy cái nguyên lý từng cơ bản, nhằm khi những người ta học một ngày thôi đã thuộc tất cả những cái công thức, những cái kỹ năng đó là tại chỗ bạn ta làm được mà chậm thôi. Còn về nhà bạn phải tập luyện, bạn tập luyện rồi thì phải lâu lâu lên thì là Phật Cơ Tuấn sẽ chỉnh sửa cho các bạn, đúng không? Làm cái gì thì có người thầy chỉnh sửa và kiểm tra. Chứ còn nói ơi, thầy ơi em học quá một ngày sao mà đánh được, sao mà đánh được một ngày, sao đánh được một ngày thuộc công thức gì mình luyện thôi. Còn đó là có hỏi anh em nói có đảm bảo hay không, cái nghề của bạn là bạn chịu trách nhiệm của cuộc đời của bạn, không ai mà đảm bảo cho bạn hết. Bây giờ người ta chuyên gì sẽ luyện, xuyên luyện thì nhanh đánh, còn chậm luyện thì chậm đánh thôi. Cái nghề của mình trình độ tới đâu thì mình chơi tới đó, cũng như mình học đàn đó, mình được đàn tới đâu mình chơi tới đó. Chứ không phải trách nhiệm người thầy đàn rất là giỏi rồi, tại sao em đàn không giỏi bằng thầy? Thì do cái bản năng của mình đó, không? Mình khống chế bản năng của mình có xuyên luyện tập hay không, mình có nghiên cứu không, có lỡ đến thầy để chỉnh sửa hay không. Anh dạy thì có trách nhiệm anh chỉnh sửa, chứ không phải anh dạy thì anh đánh giùm em nữa, rồi anh tập giùm em nữa, đâu còn là đánh bài, không? Đâu còn là nghệ thuật nữa đâu. Nghệ thuật là bản năng của mình thôi.
Còn các bạn ở xa như người nước ngoài thì đó, nếu một là học trực tiếp là bạn thấy được mình đánh, bạn tin tưởng mình á, thì bạn học online cũng được, không có sao. Thì cũng dạy cũng hình như bạn thôi, rất cụ thể, chi tiết, từng căn bài nó có công thức rõ rệt trong đó hết trơn à. Không có thắc mắc gì thì anh em mình gọi thể hình với nhau, anh chỉnh sửa, đơn giản thôi. Bây hiện nay công nghệ cũng xuống nó rất là nhiều rồi. Nè, Zalo nè, không? Tango nè, Line nè, FaceTime nè, rất là nhiều, Facebook nè. Mình vẫn gửi video cho bạn làm học được, là an tâm. Cái người dám học á thì những người dám thành công. Còn người mà nhút nhát thì ở nhà thì cả đời đi thua người ta nên vừa mãi mãi. Học một cái ngày đó, một ngày thôi là đây tới cuối đời bạn không thua một tay họ thầy nào hết. Đúng không? Có thua là thua những cái dáng hơi xui thôi. Đúng không? Còn như anh em mà có nghệ nhau thì kết hợp nhau chơi thôi chứ bình thường. Đúng không? Ở đây là một kỹ năng đánh bài. Đúng không? Cần dùng một đôi tay hết, công thức và đôi tay của mình. Đúng không? Đây là một bài nè, bình thường. Mình sẽ chẻ bài cho bạn xem. Đó, bây giờ mình chảy một bài ra. Của bài không có sự sắp đặt nhé. Rồi bây giờ mình bỏ chọn sân ngầu nha, đậu lên à, để cho cả sự công bằng. Cái đầu tiên để khởi xướng vào sự cho sự công bằng đó. Chọn bình thường. Anh em nhiều khi hỏi á, tôi cầm một bài tôi xào tôi chẻ rồi có lấy được không, cái quan trọng là cái kỹ năng của mình. Đúng không? Còn anh thì dạy cái nào anh dạy cũng được hết, cái phương pháp nào anh dạy cũng được hết. Đúng không? Đó, giờ chẻ bài. Cho ta chở bài, người ta chẻ rồi, ta có thể mình chia nửa đường mà có thể người ta cắt ngang cũng phải phải chịu cho người ta nè. Bởi vì bài ta có quyền, người ta vô chơi, ta muốn làm gì là ta làm. Mà thắng hay thì là thành công hay không là do bằng kỹ năng của mình chứ không phải là do người ta ta kinh bài, kinh thì kệ người ta đi. Đó, bây giờ chia bài nè. Đó. À, giờ quýnh bao nhiêu tụ cũng được, đâu quan trọng quýnh gì nhiều tụ tụ tác không à. Quýnh bàn nào á, bàn nào mình cũng dẫn lớn hết rồi đó. Quýnh bài trong quýnh bài á, bàn nào mình cũng chín nút ba tay hết nha. Đó, bây giờ dở bàn này đó. Đó, 4 nút, 3 nút, 7 nút, cái này 1 nút không đó. Cái bình thường thôi. Đó. Chia bao nhiêu tụ cũng được. Nhưng khi người chia quýnh 4 tụ, 5 tụ, 6 tụ, 7 tụ, quýnh muốn vô ra này kể thì chia nửa đường ta cũng không sao. Đó, giờ tôi quýnh cái căn bài này cho bạn xem. Đó, bạn xem và bạn ấy coi ấy, nhiều khi những cái anh em nào á trong cái video á là nói là quýnh tướng là quýnh hay thôi, biểu diễn hay mà quýnh bài có được không? Bạn có can đảm nào bạn làm một cái video quay trực tiếp như vậy cho khán giả ta xem bạn có thể đẳng cấp như thế nào. Chứ bạn làm bộ nhiều người á là nói chia bài không có ra gì hết, cầm một bài rồi cô bài không xong nữa mà nói thì nó chi nhiều. Tôi đây là người miền Tây nói thật, dạy lại tới chỗ nếu tôi dạy không đảm bảo được, không hài lòng được kỹ năng của tôi không lấy tiền, đơn giản vậy thôi. Đó, giờ mà tôi trẻ bài con đấy đó. Đó, xào bài. Rồi bây giờ nè. Đó. Bạn thấy được không? Giờ cắt. Đó. Cái gì kia. Đó. Trong cái bài á, nhầm cái kia nè, đó người ta xào gì sao? Rồi sao mình lấy. Nhầm cái bút bài thì gắt cái người rất là khó. Đúng không? Nhầm chỗ nó gây thắc mắc nó chơi kiểu đó, nó chơi ở tới đó là nó rút đại ở giữa này nè. Đó, nó rút gì nè. Coi gì đâu, gửi cắt đi rồi mình chiêu chia, mình chia. Bây giờ là nếu mà kỹ năng mình giỏi thì mình thắng. Còn nếu mà không giỏi thì đi thêm học đi. Đó, đó, bây giờ nó cắt ngang sao nè. Đó, bây giờ gì rồi lấy gì. Giờ trong cái bài á, là nó có phương pháp. Thế mình cầm một bài lên á, thì mình biết được là cái món thứ 6, thứ 7 của mình như thế nào. Mình mới lấy được bài, cái căn bài này thì đi 2 căn cùng một lúc mấy bạn mới thắng được người ta. Như khi bạn quýnh được một căn một mà có thể như cái dáng bài nó rơi vô cái kỹ năng cái cao hơn thì bạn phải chuyển qua một cái kỹ năng cao hơn, đúng không? Bởi vì gọi là đỉnh cao đánh bài là chỗ này. Bài mình lúc nào cũng chín nút ba tay chứ chẳng không có nào mà thua người ta đâu mà sợ, đúng không? Đó. Bù 5 nút, 8 nút, đây 9 nút, bài mình ăn hết, đúng không? Mà không phải vô quýnh bài mà lúc nào cũng lấy ba tay chín nút,
mà để mình chuyển cho bạn xem những cái kỹ năng mình sẽ đạt đỉnh cao như vậy, chứ không phải vô đánh bài mà lúc nào cũng lấy ba tay chín nút là cũng không ai chơi với mình đâu. Hơn nhau là cái đầu chứ không phải hơn nhau cái hành động của mình, mà mình tập luyện đây mình phải chứng minh được là cái trình độ mình như thế, đúng không? Mình phải chứng minh được cái trình độ mình như thế chứ mình đã mình làm cái gì đó có người chứng minh thì ra muốn có quyền, ta muốn mình làm sao làm, quýnh bao nhiêu 10 tụ chứ 10 tụ cũng không quan trọng các bạn. Đó, vô bài của mình nè, cho bạn xem nè. Đó, lúc đầu 9 nút ba tay, 8 nút quýnh bàn hai bàn nghỉ ra đây 8 nút. Đó, 3 nút, 6 nút, 3 nút, 8 nút, bù, ok nè, 8 nút, rồi, đó. Rồi giờ bài trên để lộn xộn gì luôn. À, các bạn có thể như vậy là đây nè. À, tôi chơi rất là công bằng. À, giờ tôi chẻ bài, bạn thấy không? Đó, bây giờ tôi bỏ bài đây ha. Tôi không cần mà tôi chia, bây giờ kỹ năng mình sẽ giỏi rồi. Đây tôi đi đây ha. Đây đây chỉ 4 tụ thôi. Bây giờ trong cái bài á, bây giờ bài như gì đó là người ta cầm, bây giờ không xong, bây giờ thôi để giờ tôi cắt được, tôi cắt lại từ cái đầu anh nó chia nữa đi. Đó, đây là cái kỹ năng gì, kỹ năng huyền bí của một cái ván bài có thể như là đánh lừa những cái ảo giác của người ta, không cái căn rất là khó, không đây là bài mình nè, 8 nút, 5 nút, 4 nút, đó đó là đánh lừa những cái ảo giác của người ta. Đó, khi chơi rất là để cho nó tự nhiên gì đó người ta mới thích, ta mới phái. Mà những cái kỹ năng đó là cái kỹ năng tự nhiên đó là mình đã trở thành công là một cái lĩnh vực về bài rồi, thấy không? Đó, còn bây giờ chia bình thường đây, thấy không? Đó, giờ 4 tụ, bây giờ xào cạch gì đó. Đó, bạn giờ bạn lấy cái đó, đâu có đổi xào lấy bài. Bởi vì công thức á là những cái cân bài mà bạn xá sắp rồi á thì nó không còn vị trí nữa, thấy không? Bóc nhờ. Không còn vị trí nữa. Đó, bây giờ á mình quýnh giờ dáng này mình quýnh hên xui với họ. Mình nói mình quýnh hên xui vậy đó chứ không phải là quýnh hên xui, là mình quýnh ăn người ta chứ không quýnh hên xui, không hên xui, chơi bài không dụ hên xui. Bạn nhớ kỹ nha, kỹ năng ai giỏi người đó thắng nha. Đó, giờ bao nhiêu giá cũng được, tôi lúc nào cũng chính lúc ba tay, không để bài cho bạn xem. Đó, bây giờ quýnh lại gỡ là tết nhất 7-8 tụ chứ 10 tụ không sao, không đó. Rồi, thấy không? Đó, kinh nghe nè. Chặt chồng lên nè, sắp đất luôn nè. Chặt chồng lên nè. Đó. Bạn có quyền sắp đất hay sợ gì á. Mà kỹ năng ai giỏi lỡ thắng. Chơi bài tôi không biết là anh xào bao nhiêu cái, tôi kinh như thế nào, quan trọng là anh làm thế nào, mà tôi thắng cái bài là được rồi, thấy không? Mà kỹ năng tôi giỏi làm sao trước mặt bạn thấy không quan trọng, thấy không? Bạn trên trước mặt bạn không thấy nó quan trọng chứ còn nếu mà thấy thì nói gì, đúng không? Đó, chi rất là đơn giản bình thường cho bạn xem. Đó, dán bài của tôi. Đó, 8 nút. Quýnh 3 bàn thôi à. 7 nút, 8 nút, 8 nút lụm 9 nút ăn hết. Quýnh bài chỉ 3 dán mà lụm dán 3 dán nữa không phải quýnh như cái này cũng không ai dám chơi đâu. Bởi vì mình là đỉnh cao quá rồi mình không có nói tới. Đó, mình đây là một nghệ thuật để chơi bài rồi. Anh em mà coi mà cái clip này mà anh em mà nó chơi nữa thì người đó xạo, phải không?
mình không tin nữa con mắt của mình nữa thì mình thua người ta thôi, đừng có nói mà đổi thừa chứ. Còn anh em nào á, coi kỹ đây, những cái anh em nào có anh nhầm chi, có anh em có dạy bài mà kỹ năng họ yếu quá đó, họ vừa trách móc mình. Bởi sao? Mình không cần để trả lời. Người ta tệ người ta mới ganh tị hơn mình. Người ta tệ mình ta mới ganh tị mình. Chứ không, nếu mà tôi đời nào ngồi đầu để tôi bình luận của anh em một cái trang web hay cái kỹ năng này họ, tôi bình thường. Tôi đam mê mà ai hỏi gì có khó khăn tôi gì tôi cũng được. Tại sao tôi sáng kiến những căn bài đó, sáng lập nó ra đó. À, tôi